Ôi trời ơi, không biết tối hôm qua hay là cả ngày hôm qua mình ăn cái món gì mà sáng sớm ngày hôm nay mới ngủ dậy rồi đã bị Tào Tháo đuổi 4 đến 5 lần rồi. Từ sáng tới giờ thắng ngồi đúng vào cái bồn cầu này, thắng không thể rời đi đâu được các bạn. Hay, thôi, cố lên, chắc chắn lần này là sẽ khỏi này. Hay, lần này phải đi mua thuốc uống mới được các bạn. Tự nhiên đi ra cửa đây thế là không buồn ị nữa các bạn ơi, không bị đau bụng hay không bị làm sao nữa. Hình như là chắc là xong rồi đó, chắc là tuôn hết bọn nó ra ngoài, chắc là bây giờ thằng ok bụng của thằng sạch sẽ khỏe không bị làm sao nữa rồi. Ok các bạn ơi, rồi bây giờ lại đi kiếm cái gì ăn thôi nè. Ui da, thôi xong rồi các bạn, nhanh 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 nhanh, ui dồi, ui dồi, nhanh nào, trời ơi, trời ơi, ơi, không nhanh là quỵ ra quần mất các bạn. Khổ quá. Không biết có bạn nào giống thắng chưa. Lần sau phải rút kinh nghiệm, chắc là hôm qua mình ăn thịt lợn chưa chín hẳn đây mà. Thôi lần sau cứ cái gì chín 100% thì mình ăn, vậy là không lại khổ như ngày hôm nay nhục lắm. Không biết cái ông Thắng này làm gì cả buổi sáng, trời đất ơi. Ông Thắng ơi. Ơi. Ông Thắng ơi. Ai gọi mình đây nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Ai gọi thế này? Chết rồi, nhầm nhà. Đâu rồi? Ôi giời ơi, ông đâu đây? Ai, tôi đang đi vệ sinh nha, tôi đang đi vệ sinh. Đâu, trời ơi, tôi đang đi vệ sinh mà quay màn này. Trời vô ơi. Duyên. Người ta đã bảo là đang đi vệ sinh cái rồi. Ông kia. Đang mệt mỏi sẵn rồi, cái ông kia vô duyên. Ra nhận đồ nhanh, ship ông có ra nhận hàng nhanh không? Shipper nó đến nó gọi ông làng cái kìa. Shipper đã tới rồi, vừa mới đặt hàng hôm kia xong, hôm nay người ta đã giao ông tới cái rồi. Gì đây? Ôi, hay là bà ra nhận hộ tôi đi, bởi tôi đau bụng lắm, tôi không thể ra ngoài kia được. Ôi. Thôi, ông đi về nhận, tôi người lạ làm sao đi, mà nhận giúp được. Tôi đi bảo nhận giúp thắng TT là người ta đưa hàng cho ngay. Bảo bà là bà nhím người ta đưa ngay. Không, đi mà đâu. Giúp tôi bây giờ, tôi mà rời khỏi cái bồn cầu chắc là tôi ra quần mất. Đi mà. Mà trong đây có cái gì đây để này, tôi nhận cho. Đây tôi cho bà mấy viên kim cương này, đây này. Này cho bà 3 viên kim cương này. Ok nhá. Khiếp, đi vệ sinh đi cả ngày. Bà rất vô duyên, người ta đang mệt mỏi cứ khiếp vào hắn xem người ta đi vệ sinh. Sợ thật, không hiểu con người kiểu gì luôn. Bà đi nhận hàng nhanh lên, không là người ta đợi lâu bây giờ. Ok. Đóng cửa vào tôi ngay, đóng cửa vào. Rất vô duyên. Ôi nhím, quay lại đóng cửa tôi đóng cửa nhanh đâu. Lên. Ui ôi, con lợn, trời đất ơi, tôi sợ là giết khiếp, tôi đó. Bọn lợn thấy mà nó chui ra ngoài này nhiều thế nhở. Lần này là Thắng cảm thấy bụng của Thắng nó nhẹ nhõm hơn đấy các bạn ạ. Hình như là ổn đấy, ok đấy. Được rồi, ok thật các bạn, bây giờ chạy nhanh hơn này. Bây giờ thoải mái hẳn các bạn. Mỗi tội là, trời ơi. Các bạn ơi, trời tối ôm mất tiêu rồi nè. Trời ơi, thế là mình đang ngồi ôm bồn cầu, ôm cái bồn cầu từ sáng tới tối luôn. Ôi giời ơi, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, sợ quá. Và những bạn nhận hàng của tôi chưa? Sợ cái gì mà sợ, sợ gì, người ta không cho nhận ra, lấy nhanh lên. Tôi đang bị mệt đây, bà lại đánh tôi này, tôi mệt tôi ngã đây làm sao. Bà nhận hàng cho tôi chưa? Người ta không cho tôi nhận nên là tôi về gọi ông ra nhận đấy. Bà không phải đi đâu nhá, từ sáng đến giờ, bây giờ mà chưa nhận thì bà mới bảo tôi tối ở đâu nữa. Bà nhận cho tôi chưa? Đùa ông tí thôi, gấp từ sáng đến giờ chả có shipper nào đợi chờ ông mãi đâu. Tôi nhận rồi. Bà này ở đâu rồi? Ở đằng kia kìa. Ôi dồi ôi, sao bà không mang vào nhà tôi đi? Bà có mấy cái đuốc nào không? Ủa, bà trời tối quá rồi. Thôi từ từ, bây giờ phải đi về nhà ngủ đã. Nhưng mà bà trông cho tôi nhá, bà đứng đây bà trông cho tôi. Để tôi đi về nhà tôi ngủ ơi, nhá. Tôi sợ mấy cái con lợn kia quá. Đây tôi à. Cho bà mấy cái đuốc này. Tại bà cứ lần mần làm, bây giờ trời đâu, tối mà mất đây, tiêu mà rồi đây, mà đây. Ôi mấy con lợn, mấy con lợn. Tôi mấy con lợn. Mấy con lợn này. Tên tên tên. Trời ơi, ngày hôm nay khỏe hơn ngày hôm qua rồi các bạn ơi. Tên tên tên. Rồi đi ra nhận bưu phẩm phát nào. Uầy, con ấy kìa. Con ấy đuổi theo ông kìa. Con zombie trẻ trâu này, bà nhím ơi, bà nhím ơi. Đâu đâu đâu, bà nhím ơi, bà nhím ơi, bà nhím ơi. Con zombie trẻ trâu này. Con bé tí này. Nó cắn bạn, nó cắn bạn. Ui, sao trời ơi. Cảm ơi, sao cái con zombie trẻ trâu này nó không cắn bà nhím, nó cắn mình nhỉ? Mà nó chạy nhanh lắm ý. Ôi ôi, sao ấy. Đi ra nhận quà thôi các bạn ơi. Trời ơi, người ta ship từ hôm qua mà hôm nay mới nhận được này. Hôm nay mới, wow. Bà nhím biết là tôi mua cái gì không? Không đố biết này. Đố bà đây, tôi đố bà đây. Ông mua đồ ăn. Wow. Ui, con đấy kìa. Wow. Con đồ bì. Ở đâu ấy? Bà thấy gì khác lạ không? Cái con clip đấy nó không lổ làm tôi với bà bị thương nữa mà là nó lổ ra pháo hoa luôn. Đúng rồi, tôi đang định nói con lúc nãy cũng thế mà. Hay à, đâu từ từ tôi và bà sẽ đi tìm một con khác đi. Hay nhở?
tôi với bà sẽ đi tìm một khách để xem là con đéo nó có lổ ra pháo hoa không. Hình như là bọn clip kiểu như là nó đã sang một cái trang mới rồi sao ấy. Tôi tưởng nó lổ cơ làm tôi chạy sao xa. Kia, ở dưới gốc cây có một con gà. Anh ơi, bây giờ bà thử chạy vô đi. Bà chạy vào đi. Bà phải chạy vào thì nó mới lổ chứ. Bà cứ chạy đi thì làm sao mà nó lổ được. Này bà chạy vô đi. Để em xa nó nha. Đừng đánh nó. Để cho nó lổ, đừng đánh nó. Đứng im. Chả thấy nổ gì. Sao mà nó cứ nhìn tôi, nó chạy ra tôi này. Nó cứ đuổi anh ý. Bà đánh nó mà nó không đuổi bà nhở. Bởi vì tôi cầm kiếm mà. Bà đứng im để cho nó lổ đi. Ôi dồi, rất là nhát chết luôn nha. Nhìn này, nhìn này. Đúng rồi, không lổ. Nó lổ ra pháo hoa bà ạ. Hay nhở. Nhưng mà nó có đánh mình không nhỉ? Bên kia có một con nhở. Nó không đánh mình đâu, nó chỉ lỗ thôi. Bình thường là nó lỗ sẽ làm bà bị mất sắc tự. Ôi trời ơi, đây còn hai con nữa. À nhưng mà không sợ đâu. Bây giờ bọn này là nó lỗ ra kim, nó lỗ ra là pháo hoa cơ. Không phải lỗ kim cơ. Sắp bà rất nhát chết nha. Bà nhìn đây này. Nhìn đây này. Đâu? À ở đó ghê chưa. Đây nhìn tôi này. Nó như kiểu là pháo bông luôn ấy. Wow. Đâu? Dạ ôi, nổ xong rồi. Gì người ta bảo tín hiệu đầu tiên để không đi. Bây giờ thấy người ta tín hiệu rồi mới đi. Bởi vì tôi sợ chết mà. Đấy, này như này. Nhìn này, con nhìn này. Đen. Wow, ghê chưa. Ôi, xịn giò chưa. Như pháo hoa đám cưới luôn. Còn con nào nhở? Tự nhiên bây giờ lại thích bọn clip này hơn. Các bạn ơi, bây giờ mình thích bọn clip thế nhở? Sao mà chả thấy con nào luôn nhở? Chắc là phải buổi tối. Buổi tối nó lửa ra pháo hoa mới đẹp. Buổi tối. Hết mất clip rồi các bạn ơi. Hết mất cả nhím rồi em nhím ơi. Nhìn lên nè, nhìn lên nè, nhìn lên nè. Nhìn đây nè. Ui. Wow. Xịn chưa? Đây là cái xe nào, gì nào đây? Chưa được ngồi lên nha, phải có chìa khóa thì mới đi được. Đây của em đây. Của em đây. Wow. Wow, ghê chưa? Có hai xe giống nhau á. Em có biết anh mua hai cái xe máy kề bao nhiêu tiền không? Máy kéo. Đây là máy kéo à? Kiếp. Mỗi cái xe này là 500 viên kim cương, hai cái xe này là 1000 viên kim cương luôn. Mà cái máy này có thể dùng để cày bừa được, nói chung là cả kéo được, làm gì cũng làm được luôn. Thế đỡ phải cày cuốc nhỉ? Em cày cuốc chai hết cả tay. Giờ có cái máy này xịn sò đấy. Người mua còn chưa cả được ngồi mà cái người không mất gì đã được ngồi lên rồi. Cứ tưởng anh mua siêu xe cơ. Sao không đi được ta nhỉ? Này, mình cầm chìa khóa như thế này rồi mà không đi được các bạn này. Ôi trời ơi, cầm chìa khóa bạc này. Đâu ngồi lên rõ ràng nó lỗi như này rồi mà lại không đi được nhỉ các bạn nhỉ? Có cái gì đó sai sai. Hai cái ông thắng này, bây giờ em mới nghĩ ra là xe này đổ xăng chưa? Nhờ các bạn ơi, thắng nghĩ là mua xe là người ta phải cho đổ xăng sẵn rồi chứ. Ui chắc giời là không ơi, có xăng thì mua xe nó đổ không chạy xăng được. Sẵn có mà cháy à? Chán quá. Thế là bây giờ anh em phải đi tạo nguyên liệu để có xăng để đổ vào cho nó khởi động chạy đây này. Chuẩn rồi. Anh thắng ngốc dã man luôn. Bây giờ trời nắng này, anh nghĩ là phải mang xe cất vào chỗ mát thôi. Bây giờ anh ngồi lên xe mà em ở sau, em đẩy cho anh nhá. Ok. Ok luôn. Nào. Ngồi lên em đẩy nào. Nào. Nào, đẩy đi em ơi, nào, dậy đẩy đi. Nào, mạnh lên. À 1 2 3. Mạnh lên. Đẩy mà chứ không phải là đánh đấm cho pha rồi cứ đánh lên tên đấy đi. Ôi giời ơi, sao em còn đi xuyên cả con xe được thế này? Không đẩy được. Trời ơi, bạn ơi, làm thế nào bây giờ? Bây giờ cứ để xe ở ngoài lắng như này là hỏng hết cả xe luôn. Thôi. Mang bạt ra mà che. Bây giờ anh sẽ dùng sức mạnh của anh bê cái quả xe này lên. Thôi, bê quả xe của mình. Nhìn này, nhìn này. Wow. Siêu ấy. Đố nhím bê được giống anh luôn. Đâu, em. Thấy siêu không? Ê, cậu ơi. Thì đang khỏe không? Bây giờ là thằng sẽ mang cái quả xe là đang vào chỗ mát này. Thằng cất nó đi. Giấu ở đâu nhà ơi. Chỗ làm mát ta các bạn. Ôi dồi ôi, không thấy chỗ làm mát cả, chỗ nào cũng lắng luôn. Thôi, để nó ở giữa này đi. Để nó đây đi. Vất ở giữa ngô. Rồi, xe anh đã về chỗ mát rồi, còn xe của nhím kệ nhím. Anh muốn cấy nhở. Bây giờ em có thuê đi. Anh không? Bây giờ trả anh 50 viên kim cương thì anh mới bê xe cho em. Ok, em đầy kim cương. Đâu, vất kim cương đây. Nhanh lên, tiền trao thì trao mới mất. Nhá tạm cho anh mấy quả trứng ăn tạm nhá. Cái gì? Quả trứng này thì anh lấy làm gì quả trứng này? Một viên kim cương còn mua được hàm mấy trăm quả trứng luôn. Cho anh ăn trứng để kẹp bánh mì còn gì nữa. Bây giờ anh ghi sổ em nhá, ghi sổ tính lãi luôn. 50 viên kim cương mỗi ngày lãi một viên. Okay, ok không? Ok, cho anh ra anh bê xe cho. Được, ra bê xe cho em ngay.
Đùa thôi, chứ em làm quá thì có tiền mà giả anh thôi. Bây giờ anh dạy em cái cách để em bê lên nha. Em lấy hết sức mạnh em bê lên. Nào bây giờ em hít thở sâu đi. Nào, hít 1, 2, 3. Ui, em làm cái gì đây? Em vừa bê được xe luôn đấy. Nào xuống bê lại đi, nào. Em thành công rồi đấy. Đó, ghê chưa. Ok, được rồi, bây giờ bê vào chỗ mát đi. Ôi ôi, lặng đấy, trời ơi. Kiêng. Đúng là mẹo của anh, ai cũng bê được xe luôn. Cái xe này mấy trăm tấn mà còn bê được. Quá xịn xó rồi. Đâu, bê đây, ngày mai anh sẽ dạy em cái cách mà bê cả cái ngôi nhà của em luôn. Đâu, xe anh cất ở đâu đấy? Cất chỗ này vẫn người ta mát rồi, lại còn để chung ở đây. Thôi, để bên này này. Đây, để chỗ này nó mát này. Để cái chỗ mát không để. Khéo này, đam một phát vào lỗ luôn cả nhà. Đặt xuống. Đây nè. Bây giờ đổ được đây nè. Lỗ máy rồi anh đắng rồi nhìn này. Đây nè, lỗ máy mà có đi được không? Đây, nhìn em đi này. Đó, can xăng của anh đổ hết rồi, luôn. Đi được rồi. Đi chưa? Em phải đổ nhiều vào thì mới đi được dài. Các bạn ơi, nhìn đây nè. Rồi, sao? Bây giờ đi được luôn nè. Rồi, wow. Ủa, anh đi đâu ấy? Wow. Cái máy này là máy kéo qua đây lên là nó không thể cày đất được. Ghê chưa. Ui, nó còn lên được luôn này. Nhím đâu rồi? Đua xe. Đi ra kia đua xe. Ghê chưa. Wow. Nó lên được cả hai khối bờ lóc luôn. Sợ quá. Rồi, bây giờ có cái gì mắc ở đằng sau này kéo cơ mà. Ôi, chắc là kéo được cả cái tòa nhà. Trời ơi, Nhím không biết lái xe à. Kém quá đi. Vừa ngốc cây. Không biết mà bây giờ có cái gì lặng lặng 100 tấn không. Để anh sẽ kéo lên cái quả xe này nhờ. Nhèo. Bạn ơi, Nhím còn không có biết lái xe cơ. Lêu. Đố Nhím đi ra đây luôn ấy. Đơn giản, nhìn này, nhìn người ta đi. Ghê chưa. Lào ngang mình cơ. Hê Khán ơi, khiếp máy cày lại tốn xăng thực sự luôn, mới đi được một lúc mà hết mất cả xăng rồi. Bây giờ khiếp chả biết là máy cày điều khiển người hay là người điều khiển máy cày nữa. Chán quá đây.